Xin chào tất cả các bạn. Trong cái thời tiết oi bức của những ngày hè nắng nóng như thế này, chán ăn là điều chắc chắn gia đình nào cũng gặp phải. Lúc này một nồi canh chua ngon mát sẽ là một giải pháp cực kỳ hiệu quả cho những bà nội trợ. Hôm nay mình sẽ vào bếp để cùng các bạn nấu món canh đậu phụ giá đỗ. Đây là món canh dễ chế biến và rất là đơn giản mà lại có vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon miệng. Là món ăn tuyệt vời cho những bữa cơm gia đình của bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, có chuông để ủng hộ mình nha. Nguyên liệu cho món canh này thì cực kỳ là đơn giản. Trước tiên mình không thể thiếu chính là giá đỗ. Giá đỗ ở đây thì mình đã rửa sạch rồi ạ. Tiếp theo là hai miếng đậu phụ, dứa, hành lá, khoảng 5 củ hành tím và hai quả cà chua. Trước tiên đậu mình sẽ đi cắt miếng vuông và nhỏ. Dứa mình cũng thái miếng nhỏ vừa ăn. Dứa này thì có tác dụng thanh mát và rất là tốt nha các bạn. Cái này thì mình mua ngoài chợ nên mình đã nhờ người bán hàng đã gọt vỏ và cắt mắt đi rồi. Bây giờ cà chua mình cũng đi thái nhỏ ra nha. Hành tím củ mình băm nhỏ ra. Hành lá mình thái nhỏ. Bây giờ thì mình đi nấu canh nhé. Cho một chút xíu rồi ăn vào nồi. Các bạn nhớ là cho vừa lượng vừa đủ thôi nhé. Đó thì mình cho hành tím vào và phi thơm nha các bạn. Mình đảo đều tay và cho lửa nhỏ để hành không bị cháy nha. Giờ thì mình sẽ cho cả cà chua vào. Đảo cà chua một lúc rồi mình cho dứa vào luôn nha. Được rồi, giờ mình sẽ đổ nước vào nha. Các bạn chú ý là nước chừng lượng nước vừa đủ cho gia đình mình ăn thôi. Ở đây mình chỉ nấu một bát canh thôi vừa đủ gia đình mình ăn ạ. Giờ mình cho gia vị vào. Một bát canh thì khoảng một thìa nhỏ gia vị thôi. Tiếp tục đun sôi. Bây giờ thì nước đã sôi, mình cho đậu phụ vào nha. Các bạn chú ý là nêm lại gia vị cho phù hợp với khẩu vị ăn của gia đình mình. Mình đun sôi tiếp để cho gia vị ngấm vào miếng đậu nha các bạn. Sôi rồi thì giờ mình sẽ cho giá vào. Giá này nhanh chín lắm các bạn. Mình dùng đũa đảo xuống cái là nó đã chín luôn thôi. Được rồi, giá đã chín rồi. Mình cho một thìa mì chính vào nha.
tòa nhắc ra ngoài. Mình sẽ cho hành lá vào nha các bạn. Ok, từ từ múc canh ra bát thôi nào. Vậy là mình đã có một bát canh cá đỗ đậu phộng ngon mát rồi đó các bạn. Chúc các bạn một bữa cơm ngon miệng nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhé.